Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp tuần mới từ ngày mùng 1 tháng 11 đến ngày mùng 7 tháng 11 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuần mới của tuổi Tý từ ngày mùng 1 tháng 11 đến ngày mùng 7 tháng 11 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, người tuổi Tý trên phương diện sự nghiệp, đặc biệt là trong khoảng thời gian đầu tuần. Bạn sẽ phải đối mặt với nhiều tranh chấp thị phi do thương quan và kiếp tài mang lại. Điều cần làm bây giờ là hết sức bình tĩnh, tránh nóng nảy, bốc đồng khiến mọi việc càng khó giải quyết. Chuyện tình cảm có thăng và có trầm. Khoảng thời gian đầu tuần, các cặp đôi dễ mâu thuẫn, cãi cọ nhau vì những quan điểm khó có thể thống nhất, song đến cuối tuần, mọi chuyện có dấu hiệu hòa hoãn. Có lẽ hai bạn đang dần bao dung và thấu hiểu nhau hơn sao thiên cầu chiếu mệnh chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. theo tử vi cho thấy về tình hình làm ăn, kinh doanh có dấu hiệu tốt đẹp vào đầu tuần, nhưng sau đó thì có dấu hiệu trứng lại. người có đồng ra đồng vào chủ yếu là người làm nghề tự do, còn người làm công ăn lương thì không có dấu hiệu tài lộc tăng tiến. Tử vi tuần mới của tuổi Sửu từ ngày mùng 1 tháng 11 đến ngày mùng 7 tháng 11 năm 2021. Vận trình tuần mới này là một tuần rực rỡ đối với người tuổi Sửu, nhất là ở trên phương diện sự nghiệp. Dù đầu tuần vướng phải cạnh tranh của đồng nghiệp, nhưng sau đó, chính ấn và chính quan trợ giúp khiến bạn nhanh chóng khẳng định được khả năng của mình. Tuy nhiên, dù có được trọng dụng đến thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo quá mức coi thường người khác. Thiên quan khuyên bạn làm việc gì cũng phải suy nghĩ trước sau, có nhưng thế bạn mới vừa được mọi người khâm phục và yêu mến. Trên phương diện kinh doanh, sao thiên đức cùng với thiên tài và chính tài phù trợ khiến tuần này, thời cơ làm ăn sẽ đến với những người làm ăn chủ yếu vào cuối tuần. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình chuyện tình cảm của người tuổi sửu lại có dấu hiệu xuống dốc trầm trọng trong suốt tuần này. Mâu thuẫn giữa hai bạn không những không được giải quyết mà càng ngày càng sâu sắc hơn. Nếu đôi bên không chịu trò chuyện và thấu hiểu cho nhau, mọi việc sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ. Tử vi tuần mới của tuổi dần từ ngày mùng 1 tháng 11 đến ngày mùng 7 tháng 11 năm 2021. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, sự nghiệp của người tuổi dần có khởi sắc vào đầu tuần do được chính quan nâng đỡ, nhưng vào những ngày sau đó, mọi chuyện dần dần không được như ý bạn nữa. Có lẽ sự kiêu ngạo quá mức thường xuyên coi thường người khác của bạn sẽ đẩy bạn vào vòng rắc rối. Ngược lại, tình hình tài chính lại có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần. Thiên tài và thực thần hỗ trợ sẽ giúp bạn có khả năng đánh giá chính xác tình huống trước mắt để đưa ra những quyết định đầu tư làm ăn phù hợp tuy nhiên bạn chớ nên quá mức tham lam làm ra những hành động không chính đáng để kiếm tiền chuyện tình cảm của bản mệnh không có nhiều dấu hiệu khả quan cho lắm dù giữa tuần tranh cãi giữa đôi bên có vẻ hòa hoãn nhưng tất cả chỉ là tạm thời chỉ cần một câu nói vô tình từ một trong hai người là ngọn lửa giận dữ sẽ lại nhanh chóng bùng lên bạch hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông, đồng thời có những biện pháp thích hợp để nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Tử vi tuần mới của tuổi Mão từ ngày mùng 1 tháng 11 đến ngày mùng 7 tháng 11 năm 2021. Tử vi tuần mới với người tuổi Mão cho thấy sự nghiệp của con giáp này xuống dốc khá nhiều trong suốt tuần này. Do chịu ảnh hưởng của Thiên Quan và Thương Quan nên bạn thường xuyên mâu thuẫn với lãnh đạo rất có thể bạn sẽ nói hoặc có cách hành xử vô tình gây mất lòng cấp trên từ đó mọi việc chẳng còn được thuận lợi như ý muốn nữa sao tử vi hứa hẹn sẽ mang lại nhiều may mắn hơn cho người tuổi này nếu còn trẻ tuổi bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân thách thức hoàn cảnh luôn ở trong tư thế sẵn sàng chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian sắp tới tử vi phương đông chỉ ra rằng sao tử vi hứa hẹn sẽ mang lại nhiều may mắn hơn cho người tuổi này nếu còn trẻ tuổi bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân thách thức hoàn cảnh luôn ở trong tư thế sẵn sàng chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian sắp tới nếu muốn chuyện tình cảm thuận lợi hơn bản mệnh cần hạ cái tôi của mình xuống bạn không nên bắt người ấy phải xuống nước với mình trong mọi tình huống nhất là khi bạn mới là người sai hãy quan tâm hơn đến cảm xúc và suy nghĩ của đối phương Tử vi tuần mới của tuổi thìn từ ngày mùng 1 tháng 11 đến ngày mùng 7 tháng 11 năm 2021. Vận trình sự nghiệp của người tuổi thìn lên xuống khá thất thường trong tuần này. Có thể bạn sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, nhưng đồng thời bạn cũng phải nhận lấy sự ganh ghét của đồng nghiệp. Thời điểm này, bạn phải học cách làm sao cân bằng các mối quan hệ, như vậy mới có lợi cho sự phát triển của bạn. Người làm ăn chủ yếu gặp may mắn vào thời điểm cuối tuần, Thiên tài và chính tài cho thấy nguồn tiền của bạn chủ yếu đến từ vận may hoặc việc làm ăn thuận lợi. Tuy nhiên, như vậy cho thấy nếu muốn kiếm tiền chân chính, bạn sẽ phải khá vất vả đấy. Trên phương diện chi tiêu, đại hao lại nhắc nhở bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý, không nên thích gì mua nấy, tiêu xài quá mức phung phí mà không quan tâm đến đồng lương của mình. Bạn không nên vung tiền để bằng được người này người khác mà nên tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho tương lai. Chuyện tình cảm của bản mệnh gần như không có điểm sáng trong suốt tuần này. Người độc thân thường dành quá nhiều thời gian để chìm đắm trong chuyện quá khứ, nhưng chuyện quá khứ vốn không thể vãn hồi, bạn làm như vậy chỉ là đang giày vò bản thân mà thôi. Tử vi tuần mới của tuổi Tỵ từ ngày mùng 1 tháng 11 đến ngày mùng 7 tháng 11 năm 2021. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, người tuổi Tỵ cần phải chú ý tập trung cho công việc, nhất là khi bạn đang được cấp trên trọng dụng chỉ cần bạn lơ là một chút thôi kẻ tiểu nhân sẽ tìm cơ hội gây hại hạ bệ bạn khiến bạn vướng phải nhiều rắc rối khó giải quyết chuyện kinh doanh khởi sắc vào thời điểm từ giữa tuần đến cuối tuần bạn có thể tìm được những mối làm ăn khá triển vọng hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội đừng nên nghi ngờ khả năng của chính mình hơn nữa đối diện với khó khăn cũng là một cách giúp bạn trở nên trưởng thành hơn thành đạt hơn có điều tiểu hao cũng cho thấy bạn sẽ phải chi tiêu khá nhiều cho những khoản lặt vặt hàng ngày vì thế, bản mệnh làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện tiền nong, nếu không, dù có dư giả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi ích thu lại thì không được bao nhiêu. Đầu tuần chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ khá ảm đạm, nhưng đến cuối tuần thì mọi việc bỗng trở nên thuận lợi hơn nhiều. Có lẽ thời gian đã giúp đôi bên hiểu ra được điều gì là đúng đắn, mình nên làm gì và phải làm gì để giữ gìn hạnh phúc lứa đôi. tử vi tuần mới của tuổi ngọ từ ngày mùng 1 tháng 11 đến ngày mùng 7 tháng 11 năm 2021. Người tuổi ngọ có một khởi đầu tuần thuận lợi do được thiên ấn và chính quan chiếu mệnh. Bạn nhanh chóng tìm được cơ hội khẳng định bản thân mình, nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp. Tuy nhiên, bạn chớ nên lấy đó làm kiêu ngạo, thích làm mọi việc theo ý mình mà không quan tâm đến yêu cầu của cấp trên. Tuy nhiên, bên cạnh việc mạnh mẽ không ngừng tiến về phía trước, bạn cần chú ý đến những kẻ có ý đồ tiếp cận mình ngũ quỷ chiếu mệnh cho thấy đó có thể là kẻ tiểu nhân muốn gây hại cho sự nghiệp của bạn cùng với đó bản mệnh cũng cần quan tâm đến tình hình sức khỏe trong tuần này chuyện làm ăn kinh doanh chủ yếu sẽ thu về lợi nhuận trong khoảng thời gian cuối tuần có thể bạn phải vượt qua nhiều khó khăn vất vả để kiếm tiền nhưng khoản dư giả mà bạn nhận được ắt hẳn sẽ khiến cho bạn rất hài lòng tình duyên của bản mệnh tiến triển tích cực vào thời điểm cuối tuần người độc thân dường như đã suy nghĩ tích cực hơn, chẳng còn chối từ những người muốn tiến tới với mình nữa. Bạn nhận ra rằng mình cũng có nhu cầu được người khác quan tâm và yêu thương. Tử vi tuần mới của tuổi mùi từ ngày mùng 1 tháng 11 đến ngày mùng 7 tháng 11 năm 2021. Với người tuổi mùi bước sang tuần mới này khắc phục được rắc rối do tỷ kiên mang lại vào đầu tuần, người tuổi mùi sẽ đón một tuần cực kỳ may mắn trên phương diện sự nghiệp bạn dễ thể hiện được điểm mạnh của mình thậm chí là người lãnh đạo mọi người cùng vượt qua khó khăn rắc rối bạn sẽ trở thành điểm tựa của rất nhiều người chuyện tiền bạc khá ảm đạm vào thời điểm đầu tuần nhưng đến cuối tuần thì xuất hiện điểm sáng bạn có thể sẽ tìm ra được phương hướng làm ăn mới đem lại nhiều lợi ích hơn so với lối mòn trước đó chắc hẳn số tiền mà bạn kiếm được sẽ khiến cho nhiều người ngưỡng mộ không thôi tiếc rằng chuyện tình cảm của các cặp đôi thì lại không được như ý muốn có thể kẻ thứ ba xuất hiện khiến quan hệ giữa hai người giãn nứt một cách nhanh chóng. Đây là lúc cần có cách xử lý khôn khéo và lý trí, chứ đừng phó mặc hoàn toàn cho cảm xúc nhất thời. Nhờ có thái âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân có nhiều điểm sáng, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn nên giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn, luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc bạn chứ không nên tiếp tục ngó lơ như vậy. tử vi tuần mới của tuổi thân từ ngày mùng 1 tháng 11 đến ngày mùng 7 tháng 11 năm 2021. Bước sang tuần mới này, đầu tuần bắt đầu đầy khó khăn đối với người tuổi thân, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Bạn phải đối diện với sự khiển trách của cấp trên và sự dị nghị của đồng nghiệp. Nếu muốn vượt qua khoảng thời gian này, bạn cần phải thật nghị lực. Đến giữa tuần, mọi chuyện có cải thiện hơn. Bạn nên nắm bắt cơ hội thể hiện điểm mạnh của bản thân mình, gây ấn tượng tốt đẹp hơn với mọi người hãy cố gắng thật nhiều chứ đừng vội vàng đầu hàng nghịch cảnh đây là cơ hội để bạn trưởng thành hơn đấy sao dịch mã chiếu mệnh cũng khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu ai rồi cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức của mình may mắn là chuyện tình cảm của tuổi thân tiến triển tương đối tích cực khi đối diện với khó khăn, bạn hoàn toàn có thể tìm được người tâm sự, san sẻ nỗi lòng. Hãy nhớ rằng bạn không hề cô đơn, xung quanh bạn luôn có rất nhiều người quan tâm và lo lắng cho bạn đấy. Tử vi tuần mới của tuổi Dậu từ ngày mùng 1 tháng 11 đến ngày mùng 7 tháng 11 năm 2021. Tử vi hàng tuần 12 con giáp cho thấy, đầu tuần, đồng nghiệp có thể mang lại cho bạn một vài rắc rối trong sự nghiệp, song từ giữa tuần trở đi, bạn có thể biến những rắc rối ấy thành cơ hội để ghi điểm với cấp trên. Tuổi dậu có thể đạt được những bước đột phá mà đến chính bạn cũng không thể ngờ được. Chuyện làm ăn không có nhiều dấu hiệu tích cực cho lắm trong tuần này. Đầu tuần, do có thực thần nâng đỡ, bạn có thể kiếm được một khoản kha khá, nhưng những ngày về sau thì không được lý tưởng như thế nữa, bạn cần phải biết bình tĩnh chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn. Các cặp đôi thường xuyên quan tâm, lo lắng cho nhau nên tình cảm của hai người ngày một sâu sắc. Bạn và người ấy luôn thảo luận với mọi vấn đề mà mình gặp phải, dù ý kiến có bất đồng đi chăng nữa cũng bình tĩnh, không bao giờ tranh cãi. Nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh, người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý chớ nên trần trừ do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai. Tử vi tuần mới của tuổi tất từ ngày mùng 1 tháng 11 đến ngày mùng 7 tháng 11 năm 2021. Trong tuần mới này, chút khó khăn xuất hiện vào đầu tuần không thể cản bước chân tiến về phía trước của người tuổi tuất. Thời điểm này, bạn khẳng định được giá trị của bản thân mình, thậm chí có cơ hội thăng quan tiến chức, khiến nhiều người ngưỡng mộ không thôi nếu là người đầu tư kinh doanh bạn có thể tìm được cơ hội làm giàu vào khoảng thời gian cuối tuần sau một khoảng thời gian dài chờ đợi và suy tính kỹ càng nay bạn có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch mà mình đề ra tin chắc rằng bạn sẽ kiếm được một khoản chẳng thua kém ai tiếc rằng chuyện tình cảm lại có lắm gian truân dường như đôi bên này càng nhận ra quá nhiều điểm khác biệt trong tính cách của hai người nếu thật sự yêu nhau cả hai đều cần phải tìm cách dung hòa chứ không phải là khăng khăng với cái tính của riêng mình Thái Tuế khuyên bạn nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần ra khỏi nhà. Trước khi rời nhà, bạn nên có cách ăn mặc và bảo vệ bản thân phù hợp, đồng thời đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn, giảm bớt những ảnh hưởng xấu. Tử vi tuần mới của tuổi hợi từ ngày mùng 1 tháng 11 đến ngày mùng 7 tháng 11 năm 2021 tử vi tuần mới cho thấy sự nghiệp của người tuổi hợi có những quãng trầm nhưng không thể phủ định là bạn đang phát triển đi lên nhanh chóng bạn nhanh chóng rút kinh nghiệm sau mỗi sai lầm chính vì vậy mà càng ngày bạn lại càng trở nên vững vàng cứng cáp hơn không sợ sóng to gió lớn tiếc rằng chuyện làm ăn lại không được thuận lợi cho lắm tốt nhất là bạn nên bình tĩnh một thời gian để chờ đợi cơ hội thích hợp hơn bản mệnh có thể nhân cơ hội này để tích lũy kiến thức phát triển bản thân hoặc đưa ra những kế hoạch chính xác sát với thực tế riêng chuyện tình cảm dù trong tuần có nhiều mâu thuẫn xảy ra nhưng đến cuối tuần thì mọi việc đều êm đẹp bạn nhận ra rằng cãi cọ chẳng bao giờ là cách giải quyết tốt nhất cho mọi việc nếu hai bên có thể bình tĩnh trò chuyện thì việc gì cũng có thể hóa giải sao bách việt chủ đào hoa cho thấy người tuổi này vốn có những nét hấp dẫn rất riêng bạn còn là người giỏi ăn nói nữa nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác người độc thân hãy tin tưởng nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình để phát triển mối quan hệ cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại